Trung Quốc ba lần họ phản đối Việt Nam, lần sau độc ác, bẩn thỉu hơn lần trước. Quý vị và các bạn thân mến, trong hàng nghìn năm qua, nước Việt Nam đã bị các hoàng đế Trung Quốc xâm lược hàng chục lần. Nhân dân Việt Nam hiểu rõ những ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Trung Quốc, cho nên không một phút nào là không cảnh giác đối với họ. Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, nhân dân hai nước luôn luôn gắn bó, giúp đỡ, cổ vũ lẫn nhau. Trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc vì lợi ích cách mạng của nhân dân mỗi nước, nhân dân Việt Nam đã ủng hộ nhân dân Trung Quốc về chính trị và tinh thần, có lúc đã phối hợp chiến đấu cùng với nhân dân Trung Quốc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhân dân Trung Quốc, mặc dù còn có nhiều khó khăn, nhất là trong những năm đầu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đã dành sự giúp đỡ to lớn cho nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống bọn đế quốc xâm lược. Nhân dân Việt Nam rất quý trọng và luôn luôn giữ gìn vun đắp cho mối tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc đời đời bền vững. Nhân dân Việt Nam không hề xâm phạm độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của nhân dân Trung Quốc, không hề can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Đối với những vấn đề bất đồng về quan điểm hoặc những hành động sai trái do những người lãnh đạo Trung Quốc gây ra đối với Việt Nam, phía Việt Nam đã cố gắng và bền bỉ tìm cách giải quyết bằng con đường thảo luận nội bộ giữa hai bên mặc dù những người lãnh đạo Trung Quốc đang tâm phá hoại tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam và rất mong muốn tình hữu nghị anh em giữa nhân dân hai nước sớm được khôi phục. Trong các cuộc đàm phán để giải quyết những vấn đề trong quan hệ giữa hai nước, phía Việt Nam luôn luôn xuất phát từ lòng mong muốn tha thiết đó của nhân dân Việt Nam. Lập trường trước sau như một của chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là sớm khôi phục quan hệ bình thường giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trên những nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích của mỗi nước và vì lợi ích của hòa bình, ổn định ở Đông Nam châu Á và trên thế giới. Tóm lại, trong 30 năm qua những người cầm quyền Trung Quốc đã ba lần phản bội nhân dân Việt Nam. Một, tại hội nghị Geneva năm 1954, họ đã bán rẻ lợi ích dân tộc của nhân dân Việt Nam, không những để bảo đảm cho nước họ một vành đai an ninh ở phía Nam, mà còn để chuẩn bị địa bàn cho việc thực hiện mưu đồ banh chướng ở Đông Dương và Đông Nam châu Á. Họ muốn duy trì tình trạng Việt Nam bị chia cắt lâu dài, hòng làm cho Việt Nam suy yếu và phải phụ thuộc vào Trung Quốc. 2. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam, khi chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ thì họ bật đèn xanh cho Mỹ ném bom miền Bắc Việt Nam, đồng thời đưa quân Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam. Khi Việt Nam muốn ngồi vào thương lượng với Mỹ để phối hợp ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao thì họ ngăn cản khi nhân dân Việt Nam đang trên đà đi tới thắng lợi hoàn toàn thì họ bắt tay với chính quyền Nixon dùng xương máu của nhân dân Việt Nam để đưa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lên địa vị siêu cường thứ ba và đổi chác lấy việc giải quyết vấn đề Đài Loan. Thứ ba, sau khi nhân dân Việt Nam giải phóng hoàn toàn miền Nam khỏi ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ và thống nhất nước nhà, họ đã dùng mọi thủ đoạn chính trị, quân sự, kinh tế ngoại giao để làm suy yếu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hòng khuất phục nhân dân Việt Nam, tiến đến dùng lực lượng quân sự của bè lũ Tài sai Pol Pot Yeng Sari xâm lược Việt Nam ở phía Tây Nam và lực lượng quân sự của Trung Quốc trực tiếp xâm lược Việt Nam ở phía Bắc, giết hại nhân dân Việt Nam, phá hoại nghiêm trọng các cơ sở kinh tế, văn hóa của Việt Nam ở các vùng có chiến sự. Ba lần họ phản bội Việt Nam, lần sau độc ác bẩn thỉu hơn lần trước. Đối với nhân dân Lào và nhân dân Campuchia, những người cầm quyền Trung Quốc cũng đã phản bội độc ác và bẩn thỉu. Họ đã hy sinh lợi ích dân tộc của nhân dân Lào và nhân dân Campuchia tại hội nghị Geneva năm 1954. Trong thời kỳ sau Geneva, họ ngăn cản nhân dân Lào và nhân dân Campuchia đấu tranh cho độc lập dân tộc, hòa bình, trung lập. Khi nhân dân Campuchia hoàn toàn giải phóng đất nước, ngày 17 tháng 4 năm 1975, họ đã dùng bọn tay sai Pol Pot Ieng Sary để thực hiện chính sách diệt chủng, biến Campuchia thành một nước chư hầu kiểu mới, một căn cứ quân sự để từ đó tiến công nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở phía Tây Nam. Đối với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, họ phá hoại công cuộc xây dựng hòa bình của nhân dân Lào, trang bị và giúp đỡ các lực lượng phản động ở Lào gây rối loạn đưa nhiều sư đoàn áp sát biên giới Lào, chung hòng ép nhân dân Lào đi vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Họ chia rẽ nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, hòng làm suy yếu và thôn tính từng nước. Để che giấu bộ mặt phản động của họ, những người cầm quyền Bắc Kinh thường hay nhắc đến việc Trung Quốc viện trợ cho nước Việt Nam, thậm chí khoe rằng quân đội của họ đã chiến đấu ở điện biên phủ nhân dân trung quốc đã dành một phần thành quả lao động của mình để giúp đỡ nhân dân việt nam kháng chiến chống pháp chống mỹ xây dựng đất nước đó là điều mà nhân dân việt nam trong bất cứ tình huống nào mãi mãi không bao giờ quên đối với nhân dân việt nam đó là biểu hiện cao đẹp của mối tình đoàn kết chiến đấu của những người chung cảnh ngộ nhưng đối với tập đoàn phản động trong giới cầm quyền bắc kinh đó là một công cụ chính trị để thực hiện chính sách banh chướng của họ ở Việt Nam cũng như trên toàn bán đảo Đông Dương. Thực tế đã chỉ rõ họ đã sử dụng viện trợ đó khi thì như một củ cà rốt, khi thì như một cái gậy, tùy theo yêu cầu chính trị từng lúc của họ. Và lại không chỉ có vấn đề Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam. Những người lãnh đạo Trung Quốc đã nhiều lần nói rằng nói đến cảm ơn thì nhân dân Trung Quốc phải cảm ơn nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam đã hy sinh nhiều, cống hiến nhiều đối với nhân dân Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc phải cảm ơn và có nghĩa vụ giúp đỡ, ủng hộ nhân dân Việt Nam. Nhân dân hai nước giúp đỡ lẫn nhau. Về việc Tổng thống Nixon đi thăm Trung Quốc năm 1972, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã nói với những người lãnh đạo Việt Nam tháng 6 năm 1973 như sau. Thành thực mà nói, nhân dân Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân thế giới phải cảm ơn nhân dân Việt Nam đã đánh thắng Mỹ. Các đồng chí chiến thắng mới buộc Nixon phải đi Bắc Kinh. Về việc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào Liên Hợp Quốc năm 1971, Thủ tướng Chu Ân Lai đã nói trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam tháng 11 năm 1971 rằng công hiến của Việt Nam là rất lớn, chúng ta gắn bó với nhau. Lịch sử và trước hết là đội quân viễn trình Pháp đã trả lời rõ ràng câu hỏi ai đã chiến đấu và chiến thắng ở Điện Biên Phủ năm 1954. Điều cần nói thêm là, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chính phủ Trung Quốc có phái một số cố vấn sang Việt Nam. Và trong những năm 1960, Bắc Kinh có đưa sang Việt Nam một lực lượng gọi là bộ đội hậu cần để giúp Việt Nam sửa những đoạn đường sắt và đường bộ giáp Trung Quốc bị bò Mỹ phá hỏng và làm một số đường mới ở vùng biên giới hai nước. Nhưng mặt chủ yếu họ làm là điều tra tình hình các mặt, thâm nhập những vùng có các dân tộc thiểu số và tuyên truyền cách mạng văn hóa. Phần lớn những gián điệp và bộ đội sơn cước mà phía Việt Nam đã bắt được trong tháng 2, tháng 3 vừa qua chính là những tên bộ đội làm đường Trung Quốc trước đây. Từ sự phản bội ở Hội nghị Geneva 1954, việc lợi dụng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đến việc xây dựng lên chế độ diệt chủng Pol Pot Yung Sari vũ trang xâm lược việt nam và uy hiếp xâm lược lào chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và chủ nghĩa bá quyền nước lớn cụ thể là họ mưu toan thôn tính việt nam và toàn bộ đông dương lấy đó làm bàn đạp tiến xuống đông nam châu á và từng bước triển khai chiến lược toàn cầu của họ để đạt mục tiêu bành trướng và bá quyền của họ những người cầm quyền bắc kinh đã lừa dối và bịp bợm nâng lên thành một quốc sách một thủ đoạn chiến lược về phương diện này, từ chỗ là những người học trò của Goebbels, bộ trưởng tuyên truyền của Hitler, họ đã trở thành người thầy của Goebbels. Họ gán cho người khác những điều mà họ muốn làm. Họ đổ vấy cho người khác những điều mà chính họ làm. Họ dựng đứng sự việc, xuyên tạc tài liệu, bóp méo lịch sử. Họ đổi trắng thay đen, đảo ngược phải trái và cứ thế mà tuyên truyền bằng bộ máy thông tin khổng lồ và mọi phương tiện khác họ dương cao ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội nhưng lại chống chủ nghĩa xã hội. Họ hò hét chống chủ nghĩa đế quốc nhưng chính họ bắt tay với đế quốc Mỹ. Họ kêu la phải chống hai siêu cường nhưng lại cầu kết với đế quốc Mỹ để chống Liên Xô. Họ nói chống chủ nghĩa bá quyền nhưng chính họ mưu toan thực hiện chủ nghĩa bá quyền ở Đông Dương và Đông Nam châu Á. Họ đưa quân xâm lược nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhưng lại vu cáo Việt Nam xâm lược Trung Quốc. Họ tỏ vẻ bảo vệ nhân quyền, quan tâm đến những người Đông Dương di tản, nhưng chính họ đã giết hại hàng triệu người Trung Quốc trong cuộc đại cách mạng văn hóa, đã xúi dục hơn 20 vạn người Hoa bỏ Việt Nam đi Trung Quốc. Đối với những người cầm quyền Bắc Kinh, luận điệu của họ là chân lý, lợi ích của họ là đạo lý. Quan Châu được đốt đèn, dân đen không được nổi lửa. Câu nói đó của những người nông dân Trung Quốc dùng trước đây để chỉ trích sự áp bức của bọn bạo chúa phong kiến đã trở thành phương châm của những người cầm quyền Bắc Kinh hiện nay nhằm thực hiện những tham vọng bành trướng và bá quyền của họ. Hiện nay, những người lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức nêu cao ngọn cờ đại dân tộc để tập hợp các phe phái, thực hiện kế hoạch bốn hiện đại hóa. Về đối ngoại, họ ra sức thực hiện chính sách bành trướng ở Đông Dương và Đông Nam châu Á, cầu kết với chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động khác, trước hết là Mỹ, chống Liên Xô và cách mạng thế giới, với hy vọng tranh thủ được nhiều vốn và kỹ thuật hiện đại của phương Tây, phục vụ cho bốn hiện đại hóa và mưu đồ bành trướng và bá quyền của họ. Một Trung Quốc bị đầu độc bởi tư tưởng đại dân tộc, chủ nghĩa bành trướng và bá quyền của những người cầm quyền, bất kể phát triển theo con đường nào, không phải chỉ đe dọa độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước ở Đông Dương, Đông Nam châu Á và Nam Á đe dọa hòa bình ổn định ở khu vực này mà còn đe dọa lợi ích nhiều mặt của các nước khác, kể cả các nước vì lợi ích trước mắt đang phụ họa với những người cầm quyền Trung Quốc chống Việt Nam, Lào và Campuchia. Một số người thức thời trong các nhà chính trị và kinh doanh phương Tây mới cảnh cáo chính phủ họ về hậu quả nặng nề có thể xảy ra khi đất nước Trung Quốc lại lâm vào một cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ mới nhưng họ chưa nói tới những hậu quả còn nặng nề gấp bội đối với lợi ích của các nước trên thế giới do chính sách banh chướng của những người lãnh đạo Trung Quốc gây ra. Trong hàng nghìn năm qua, nước Việt Nam đã bị các hoàng đế Trung Quốc xâm lược hàng chục lần. Nhân dân Việt Nam hiểu rõ những ý đồ đen tối của những người lãnh đạo Trung Quốc, cho nên không một phút nào là không cảnh giác đối với họ. Thậm chí trong lúc đế quốc Mỹ đẩy cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lên đến đỉnh cao nhất, Nhân dân Việt Nam đứng trước những khó khăn chồng chất nhưng đã thẳng thắn khước từ những đề nghị của những người lãnh đạo Trung Quốc đưa sang Việt Nam 20 vạn quân và số ô tô cần thiết để đảm nhiệm việc vận chuyển quân sự từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn luôn giữ vững đường lối độc lập, tự chủ của mình, không gì lay chuyển được bất chấp sức ép dù là che giấu hay công khai, gián tiếp hay là trực tiếp của những người cầm quyền Trung Quốc. Mặc dù cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam tháng 2 năm 1979 đã thất bại thảm hại cả về quân sự và chính trị, những người lãnh đạo Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách điên cuồng chống Việt Nam bằng mọi thủ đoạn. Phía Trung Quốc vẫn giữ thái độ nước lớn trong cuộc đàm phán về những vấn đề thuộc quan hệ giữa hai nước, vẫn ngang ngược đe dọa cho Việt Nam một bài học nữa. Đồng thời, họ tích cực tìm cách Khôi phục chế độ diệt chủng Pol Pot Ieng Sari đã bị nhân dân Campuchia lật đổ hoàn toàn, đe dọa xâm lược nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào nhằm duy trì sự uy hiếp từ mọi phía đối với Việt Nam. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nhân dân Việt Nam kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững đường lối độc lập tự chủ và đoàn kết quốc tế đúng đắn của mình. Quyết đập tan mọi hành động xâm lược của bất kỳ thế lực phản động nào, quyết làm thất bại mọi mưu đồ bành trướng nhằm khuất phục nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có chính nghĩa, lại có sức mạnh vô địch của khối đoàn kết toàn dân. Kết hợp với sức mạnh của ba dòng thác cách mạng vĩ đại đã và đang đẩy lùi từng bước các âm mưu can thiệp, nô dịch và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân cũ và mới, chủ nghĩa bành trướng và chủ nghĩa bá quyền. Ngày càng làm thay đổi bản đồ châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latin bọn bành trướng bắc kinh nếu không sớm rút ra những kết luận cần thiết từ sự thất bại của chính sách chống việt nam vừa qua thì nhất định sẽ chuốc lấy những thất bại mới nặng nề hơn trong thời đại ngày nay các nước lớn nhỏ đều là bộ phận của một tổng thể duy nhất của xã hội loài người bọn bành trướng bắc kinh không thể đụng đến việt nam mà không khiêu khích cả loài người không thách thức cả hệ thống xã hội chủ nghĩa phong trào giải phóng dân tộc và mặt trận nhân dân thế giới vì hòa bình độc lập dân tộc dân chủ và tiến bộ xã hội. Nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa, các nước độc lập dân tộc và nhân dân yêu chuộng hòa bình và chính nghĩa trên thế giới đã và sẽ đứng về phía nhân dân Việt Nam. Bằng chính sách bịp bợm, thân xa đánh gần của các hoàng đế Trung Quốc và nhiều thủ đoạn xảo quyệt khác, những người cầm quyền Trung Quốc có thể còn che giấu được bộ mặt bành trướng của họ trong một thời gian. Nhưng sớm muộn, nhân dân các nước ở Đông Nam Á sẽ hiểu rằng Chính sách thù địch của Bắc Kinh chống Việt Nam đe dọa độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ không phải chỉ của riêng Việt Nam mà của cả các nước trong khu vực. Mọi người chắc chưa quên rằng Bắc Kinh đã dùng đạo quân thứ 5 người hoa để gây rối loạn về chính trị, kinh tế ở nhiều nước thuộc Đông Nam châu Á trước khi áp dụng ở Việt Nam. Hiện nay trong lúc họ tập trung cố gắng để chống Việt Nam, họ chẳng đang can thiệp một cách thô bạo vào công việc nội bộ của nhiều nước khác ở châu Á đó sao? Những người cộng sản chân chính ở Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc trong 30 năm tồn tại của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã luôn bị các tập đoàn thống trị lừa dối, sớm muộn sẽ nhận ra chân lý và sẽ đứng về phía nhân dân Việt Nam, sẽ ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam chống chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của tập đoàn phản động trong giới cầm quyền Bắc Kinh để bảo vệ độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của mình, góp phần bảo vệ hòa bình và ổn định ở Đông Nam châu Á và trên thế giới tuy lâu dài, gian khổ nhưng nhất định sẽ thắng lợi vẻ vang. Nước Việt Nam ngày nay sẽ đứng vững và tiếp tục phát triển trước mọi mưu ma trước quỷ của những người cầm quyền Bắc Kinh, cũng như nước Việt Nam 4.000 năm qua đã đứng vững và phát triển trước những cuộc xâm lược liên tiếp của các hoàng đế Trung Hoa. Nhân dân Việt Nam và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ sống trong hòa bình, hữu nghị và hợp tác hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và hợp với lợi ích của hòa bình ở đông nam châu á và trên thế giới